Đây mà chú ở đây nha. Dạ. Đây mình đi chủ về chủ ở đây chứ. Đây đây đoán ở đây đi. Vấn đề gì mình trả lời được chứ mẹ. Ok, nó cái bê tông nhựa cho đến ướt á. Đấy bên một toán nó hết. Nó bị ướt hơn, ngon. Nó dẻo đúng không? Nó dẻo, nó ướt hơn. Mấy xe, mấy xe? Xe cuối. Anh biết ngay bột khoáng nó phải hết mà. Thì xe đấy nếu mà được thì làm nó ở dưới thôi. Ý là xe cuối cùng là nó bột khoáng mà nó ướt. Ừ, chứ còn nó chạy ra gì nữa. Còn gì như ông nào cũng chưa làm dư đâu mà. Là nó không thiếu cái khoáng vào là cái này phần hạt mịn nó ít ra nó hút nó nhựa không có ra mà nó không ướt. Có nhiều khi nó mới là hết hết rửa xe thôi, hết cái đầu rồi là mình mua rồi. Bây giờ có nghĩ là hết cái hết ba xe đó, bao giờ cuối cùng hết ráng hết xe luôn. Ráng hết ráng cày xe này. Khoáng là thì trong túi này trẻ nên chữa chạm nó như này tí nữa ngoài nó đóng nghi bổ dư nhựa bổ dư nhựa hả bổ dư nhựa thôi được lúc này chỉ có một khoáng còn dư chả ông nào nó ngu làm dư nhựa. Thì nó biết thử thiếu một cái. Ăn một người là được thêm một con thôi.
Biết à? Thank you.
Thank you.